Tại triển lãm này, họa sĩ Trần Nam Long trình diện công chúng những bức chân dung phố cổ Hà Nội được vẽ từ năm 2021 trở lại đây. Có những bức được vẽ từ năm 2019, khi anh chỉ là một cậu bé 14 tuổi. Các tác phẩm tại phố xưa hè cũ đều kể về những con phố Hà Nội nhưng hiện hữu trong không gian và thời gian hiện đại. Trong mỗi bức chân dung phố của mình, họa sĩ thể hiện tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong những chi tiết nhỏ nhất, thể hiện góc nhìn của một người trẻ về hình ảnh những góc phố cổ xưa của Hà Nội. Từ những bậc thềm rêu phong, những ngõ sâu thiếu ánh sáng loáng nước cho tới những di tích tiêu biểu tượng trưng cho Hà Nội. Bạn có 18 tuổi thì tôi rất khâm phục bạn. Bởi vì tôi cũng vẽ bút kim nhiều. Mà đến đây bằng bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi mà đến đây tôi phải giật mình. Bạn vẽ rất đẹp và cảm xúc. Bạn làm tôi cho là một tài năng. Tôi rất cảm động bởi những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm này. Tôi tin là bất cứ ai khi thấy những bức tranh này đều cảm thấy được tài năng nghệ thuật của họa sĩ. Và với tôi thấy thì đây là một bước rất quan trọng, một cách rất tuyệt vời và tinh tế để truyền đạt mà không chỉ là bằng lời nói. Bạn có thể thấy từ cách vẽ, cách dùng màu của Long đều thể hiện một cách tuyệt vời những gì bạn ấy muốn nói. Những tác phẩm của Nam Long khiến người xem thích thú bởi khả năng quan sát, kỹ thuật tả điêu luyện qua từng đường nét và sự hài hòa của những mảng màu nóng lạnh đan xen. Những con phố quen thuộc in sâu trong tiềm thức của mỗi người dân thủ đô giờ đây lại được tái hiện một cách cặn kẽ, tỉ mẩn, mang một dấu ấn riêng qua góc nhìn của chàng trai mới bước qua ngưỡng tuổi 18. Triển lãm phố xưa hè cũ được trưng bày từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 6 tháng 3 tại số 29 Hàng Bài, Hà Nội.